Đồ, má bắp chân to nhờ. Đấy, bắp chỉ thấy chân thôi nha, với đôi dép nào màu vàng. Đẹp, quá đẳng cấp luôn nha mọi người ơi. Đây. Hơi nhỏ con một xíu đây, đây con này nhỏ anh. Mấy con mình ở dây nè. 2,5 kg, 2,6 kg không nha. Mình dây đuôi nhẩu ben luôn. Đấy. Quá đỉnh luôn á. Anh bắt con nhỏ hả anh? Má mặt này nó già lắm nè, gà này nè. Cứng gà luôn mọi người. Gà miền Tây. Gà này hơi cứng gà, còn gà bị dư. Cực kỳ là cứng gà. Gì ăn không? Tối nha mọi người, anh em đang đi bắt buổi tối nha mọi người. Đợt này nó không có nú cựa như đợt trước nhưng mà nó cũng khá là ok nha. Nồng ná nó khá là đậm đà, đẹp, màu đỏ chót. Vip nhờ, to thế nhờ. Chân nó trắng trắng nhợt nhợt nè, trắng vàng nhợt nè mọi người. Thì nó ngon lắm. Mình thích cái loại chân như thế này nè mọi người. Nó vàng nhợt, nó trắng trắng trắng. Đây. Quá đẹp. Còn con gà mái của nó còn đẹp ghê hơn nè. Mái chất lắm mọi người. Ồ, mái xuống bên kia kìa. Bên kia khê lắm mọi người. Con gà mái nè. Đẳng cấp chưa? Chưa đẳng cấp lắm, còn hơi nhỏ mọi người. Sai cái này giống như gà mái sai, không bằng cấp bằng cái bài mình bắt mình quay ở trong rẫy cho mọi người xem nhé. Chưa đẳng cấp bằng. Đủ ông chú khó tính đã tới rồi. Ê, gà đẹp chưa mọi người ơi, quá tuyệt vời luôn. Già là cái mặt gà quá già luôn, bầy già, chuồng này già hơn. Mà quá đẹp nha mọi người, mình dư nha, mình dư. Mình qua cái chuồng bên kia giờ nha. Mà là sao em đây? Hai bên như nhau anh ơi. Vừa vừa 26, 27 nhiều. Gà này cũng 16. Mình gà mì nhòn già như mặt già cân. Gà đẹp đấy. Gà thế cân còn gà chất lượng luôn đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thời gian